21. Yo. Ngươi chưa chết sao? Sống dai thật đấy. Xin lỗi nha, khiến độc chuyên đại nhân thất vọng rồi. Không tới mức thất vọng đâu, bởi ta chưa bao giờ để bắt tới ngươi. Ngoài ra, ta vừa dâng bí kiếp vô công cho Cao Công Công rồi. Ta phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi không có bản lĩnh làm được. Độc chuyên đại nhân biết nhiều khổ nhiều, ta không ở đây để cản trở đại nhân thăng quan tiến chức nữa. Cản trở? Vậy phải xem người có mệnh lệnh đó không đã. Hôm nay người xuất hiện ở đây đúng là mất mặt và tự làm khó mình. Đúng rồi, ta khuyên ngươi một câu, đừng chọc giận Cao Công Công nữa. Chính Nhi. Cha, ngồi đi. Chính Nhi, vì Phương cô nương bị thương nặng, ta nhất thời hoảng loạn nên quên hỏi con, có phải Thiện Nhi đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao chỉ có hai đứa gì đây? Cha, tình hình lúc đó rất nguy cấp. Mặc dù Tử Đằng Hoa không thể tự ra tay giết hại đại ca, nhưng con nghe nói công chồng ngũ quái đang chuẩn bị tuôn độc chướng. Độc chướng này rất lợi hại. Con nghĩ Tử Đằng Qua này là người của triều đình, thế nên con đã không nói với cha mà xin mẹ đi cứu họ luôn. Cái gì? Chuyện nghiêm trọng như thế mà con không nói với cha sao? Làm sao mẹ con có thể thật lòng đi cứu đại ca con được chứ? Mẹ đã đồng ý rồi mà, thì ác sẽ đi cứu thôi. Trong lòng mẹ con vẫn không chịu chấp nhận đại ca con đâu. Thiếu chủ, thiếu chủ, lúc nãy ta vừa nghe ngóng được rồi, triều đình cử một lượng lớn binh mã mượn danh nghĩa và tắc ông dịch để tiêu diệt Tình Nhân Trại. Chính Nhi, con nói thật cho ta biết đi, có phải con giống mẹ con không chịu chấp nhận đại ca con không? Thế nên con và mẹ con mới bày ra cái bẫy này. Cha, quá ra cha không hề tin con. Con bảo cha tin con thế nào đây? Thiếu chủ, người hiểu lầm thiếu gia rồi. Thiếu gia cũng đối tốt với đại ca của cậu ấy, ta tận mắt chứng kiến rồi. Thiết thúc, phiền thúc giúp ta một việc này, nhanh chóng cứu Thiện Nhi về đây cho ta. Được. Cha, nếu mà cha không tin con, vậy con hứa sẽ cùng Thiết Gia Gia cứu đại ca về đây. Không cần đâu, cứ để Thiết Gia Gia của con một mình đi là được rồi. Cha vẫn không tin con sao? Chính Nhi. Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, mẹ không hề cử người đi cứu đại ca con mà là đi giết Quynh ấy, có đúng không? Phải. Mẹ cũng muốn tốt cho con thôi. Mẹ đừng nói chỉ muốn tốt cho con nữa. Mẹ rốt cuộc muốn tốt cho con hay là muốn thỏa mãn lòng tự tôn đáng thương của mẹ? Tốt cho con, tốt cho con mà mẹ lại tự tay đẩy con trai mình vào cảnh bất nhân bất nghĩa này sao? Chính Nhi, con nghe mẹ nói đã, mẹ còn muốn nói gì nữa đây? Người cha mà con kính trọng nhất nghi ngờ con, người mà con yêu thương nhất không còn tin con, ngay cả mẹ cũng tính kế với con nữa. Sao mẹ lại tính kế với con chứ? Rốt cuộc thì con lo lắng được gì đây? Rốt cuộc cái tên thượng hoại kia vốn chẳng làm sao hết, hắn đã sớm được công tôn phu thê cứu rồi. Vì sao mẹ không nói cho con biết sớm? Nếu Quynh ấy chết rồi đã đành, mày làm như vậy bảo con sau này phải đối mặt với Quynh ấy sao đây? Thế có gì không tốt chứ? Kẻ đó vốn không phải là đại ca của con. Mẹ, Chính Nhi, con phải nhớ kỹ, con mới là con trai duy nhất của nhà họ Lý này. Giờ mọi việc mày làm điều gì tốt cho con thôi, mày đừng nói gì nữa.
Chiếm Nhi. Khá khá, mua thu dọn đồ đạc. Đi đâu vậy? Ta vẫn không yên tâm về hoài xấu xí như những người khác. Ta nghĩ chắc chắn độc trong người họ cũng được giải hết rồi. Thế nên ta muốn đích thân đi xem sao. Ngay cả muội cũng không tin ta sao? Sao thế? Không tin là sao đây? Muội cũng không tin ta. Thật lòng cô thường quan hoại là đại ca ta sao? Mặc dù ban đầu cũng không tin lắm. Dù sao mẹ huynh, nhưng về sau thấy hai người thỏa thuận như thế thì ta đã dần tin rồi. Nhất là khi huynh quỳ trong sân cầu xin mẹ huynh, ta đã hoàn toàn tin vào huynh rồi. Quá ra từ lúc đó mới bắt đầu tin ta. Một người là cha đẻ của ta, một người là người ta quan tâm nhất. Được rồi, ta đi đây. Huynh có đi cùng không? Huynh không cần đi nữa. Cha ta đã cử thiết gia gia đích thân đi đón đại ca rồi. Thật sao? Thế thì hay quá rồi, hay quá rồi. Thế nên bây giờ muội hãy ăn cho ngon và nghỉ ngơi cho khỏe đi, một chóng giải hết chất độc trong người muội. Cô nói rất hay đấy. Giờ ta sẽ ăn thật no, sau đó thì sẽ tinh dưỡng cho thật đẹp. Đợi khi thượng quan hoại về đây, ta sẽ tính sổ với hắn. Ta khát nước quá, phải uống nước đã. Đúng rồi, đi dính. Giờ trong nhà huynh có gì ngon không? Ta đi chuẩn bị cho muội nha. Cảm ơn nha. Lão gia. Thiết thúc. Thiếu chủ, sao người lại tới đây? Ta vẫn rất lo, cho nên là đến dặn dò một tiếng. Đợt này đi vô cùng nguy hiểm, thiết thúc phải cẩn thận đấy. Thiết chủ yên tâm đi. Thiện Nhi là người bộc trực nhưng sốc nổi, bây giờ lại bị cuốn vào cuộc phân tranh phức tạp trên giang hồ. Thiết thúc, thúc nhất định phải xử lý cẩn thận, quyết không được để Thiện Nhi hành sự lỗ mãng. Ta sẽ từ từ đưa Thiện Nhi về đây, quyết không được hành sự lỗ mãng đâu. Xin thiết chủ yên tâm đi. Thiết thúc cũng phải cẩn thận đấy. Ta biết rồi, đa tạ thiếu chủ. Sao ngươi lại làm vậy? Ngươi dám? Giờ biết kiếp phi đao chó tử đằng qua sao? Biết kiếp nổi tiếng thiên hạ tiểu lý phi đao, mà sao ngươi chấp tay dân cho người ta vậy? Đúng là thứ chết mà. Không sao đâu, dù sao tôi không phải là người nhà hậu lý. Tiểu lý phi đao cũng là cho Lý Bằng Thanh lúc trước ép ta phải học thôi, thế nên có sao đâu. Tiểu lý phi đao giao cho người khác, sau đó ông cũng biết, hắn cũng biết, cả Vũ Lâm đều biết, thế đi chẳng còn gì hiếm lạ nữa. Ngươi hồ đồ rồi, chỗ công cao thâm như thế mà ngươi lại giao cho người đông xưởng. Ngươi đang nói giáo vô giặc rồi đấy. Đây là trên giang hồ sắp tới nổi trận máu tanh rồi. Hai vị tiền bối, hai người đừng giờ kích động, tình hình lúc đó rất nguy cấp. Từ quan hoại cũng chỉ vì cứu bọn ta thôi. Cho dù là cứu người thì cũng không nên giao biết kiếp phi đao ra được. Đúng vậy, làm như vậy chỉ cần tệ hơn thôi. Thảo nào Phương Khả Khả lại mắng ngươi là đồ xấu bụng. Được rồi, đừng qua Mỹ nữa, hãy nói rõ chân tướng đi. Đừng để hai vị tiền bối lo lắng thêm nữa. Được rồi, được rồi, hai vị tiền bối đừng nóng giận. Đây cũng đừng giận nữa. Là thế này, bí kiếp tiểu lý phi đao mà ta giao nộp là giả đấy. Giả sao? Khi ta chép bí kiếp ghi lại, ta đã sửa ba câu thành một câu. Khí tẩu đăng điện ta đổi thành khí tẩu bách hội. Dù tinh thông gió thuật đến đâu thì nhất thời cũng khó tìm ra được sơ hở. Thế nên hắn càng luyện chắc chắn sẽ càng tẩu quá nhập má và gân mạch đứt đoạn. Thượng quan hoại huynh đệ, đúng là nham hiểm mà. Đó có phong phạm của ta năm đó. Tất nhiên rồi, mẹ ta đặt tên cho ta là Thượng quan hoại. Nếu mà ta không xấu thì làm sao xứng đáng với cái tên đó chứ. Xấu thật, xấu quá đi.
Nội công của Lý Thám Hoa quả nhiên phi phạm. Thái Nguyệt cô nương, Công Tôn phu nhân, nào, chuyển cái ghế tới chỗ này đi, ngồi phơi nắng với ta một lúc. Thật ngưỡng mộ phu nhân, được ở chốn bồng lai tiên cảnh này, ngày ngày phơi nắng, uống trà, cho gà ăn, chẳng khác nào là một thần tiên. Nếu cô muốn, cô cũng có thể mà. Tiền bối, ta muốn hỏi người một câu. Khi người còn trẻ, có từng oán hận ai? Có mối thù không thể buông bỏ xuống được không? Tất nhiên là có rồi. Năm đó ta cũng là sát thủ, cũng có chút danh tiếng. Không chỉ là sát thủ đâu, mà còn là đệ nhất sát thủ nữa. Người đời đều biết ta và Công Tôn Vô Thắng là sát thủ đứng đầu trên giang hồ. Nhưng điều họ không biết là chúng ta vốn là quan gia. Quan gia năm đó ta vẫn là một sát thủ lợi hại. Hôm đó ta được người ta thuê giết cả nhà Công Tôn. Ta không ngờ Công Tôn Thắng và mẹ ông ấy vì hôm đó mà tới nhà họ Hàng nên đã thoát được trận thảm sát. Về sau trên giang hồ đột nhiên có một sát thủ mới xuất hiện vô cùng nổi danh, chỉ trong vòng mấy tháng trời đã uy hiếp được ngôi vị đệ nhất sát thủ của ta. Ta không phục nên ta đã khiêu chiến với hắn. Thuộc theo dõi cũng khá đấy, chỉ cần người rút kiếm đấu với ta một trận, ta sẽ không bám theo người nữa. Cố gắng thì nhảy xuống vực với ta đi. Mãi về sau ta mới biết sâu thẳm bên dưới là lực hút của Dẫn Thạch, dù nhảy xuống cũng không ngã chết được. Nhưng ông ấy không biết ta đâu có phải là người dễ dàng bố cuộc như thế. Ta đã bám theo máy suốt một năm, cho đến một hôm đi theo ta. Quỳnh tỉnh rồi. Cô đã cứu ta. Cô đừng nghĩ nhiều nữa. Ta chỉ là muốn đánh một trận công bằng với Quỳnh thôi.
Hôm sau khi ta tỉnh lại, ông ấy đã biến mất. Giờ chỉ để lại một mảnh giấy. Chỉ là một trò chơi thôi, không cần nhớ mong. Đừng tới tìm ta nữa. Khi đó ta rất tức giận, chỉ muốn giết chết ông ấy. Ta mất tròn một tháng, cuối cùng cũng dò được tin tức của ông ấy. Ngươi đã tìm thấy ta, nhưng ngươi có biết vì sao ta không cần ngươi không? Bởi vì ngươi chính là hung thủ với cả nhà ta. Ngươi là người của công tôn phủ, vậy sao huynh không giết ta luôn đi? Sao ta phải giết ngươi chứ? Giết ngươi thì dễ dàng cho ngươi quá rồi. Bây giờ thấy ngươi thế này thì ta càng vui hơn. Khiến ngươi yêu ta, cơ ta lại bỏ ngươi. Mùi gì này chẳng phải còn đau khổ hơn cái chết sao? Cô đừng giết ta đi, hoặc là phải sống cùng ta. Sao huynh không giết ta đi? Chẳng lẽ huynh đã yêu kẻ thù của mình rồi sao? Muốn giết ngươi thì ta cũng phải giết trước mặt mẹ ta. Thấy rồi chứ, đây chính là mẹ ta. Vì cả nhà chết thảm, bà ấy đã bị đả kích mạnh, bây giờ chỉ có thể nằm đây. Mẹ ơi, con đã đưa kẻ thù với cả nhà mình đến đây rồi. Mẹ muốn xử lý ả thế nào đây? Con ơi, cô nương mà con tạc tượng này chính là cô ấy sao? Mẹ ơi, con ơi, con chỉ cần thích thì cứ nghe theo tiếng gọi của trái tim mình đi. Mẹ thấy ngày nào con cũng bị thù hận dày dò. Là một kỳ mẹ, mẹ mong muốn con có thể sống vô lo vô nghĩa hơn là làm theo thù hận trong quá khứ của mình. Mẹ không mong con phải biến thành một tên sát thủ khát máu. Với lại, cô nương này chỉ nhận tiền của người khác để diệt trừ tai họa mà thôi. Cô ấy không hề có tội. Phu nhân, người nói xem, con phải làm thế nào mới chuộc được tội đây? Con à, nếu con muốn chuộc tội của mình thì ta hy vọng con có thể từ bỏ thân phận sát thủ của mình, ở bên con trai vô thắng của ta, yêu thương, chăm sóc cho nó cả đời đi. Nó đã không còn có người thân nữa rồi. Thân già này cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Ta thật sự không hy vọng thấy nó phải sống trong cảnh cô độc một mình. Sau này chúng ta đã từ bỏ thân phận sát thủ, bắt đầu học y cứu người để bù đắp những tội ác mà năm đó đã phạm phải. Tiền bối, hai người thật sự rất may mắn đã gặp được một người mẹ nhân từ. Đúng vậy, sau này bọn ta cùng chăm sóc mẹ ông ấy. Mẹ ông ấy thấy chúng ta ở bên nhau hạnh phúc ân ái như vậy, cuối cùng đã ngậm cười mà ra đi. Cho nên thái quyệt cô nương, trên đời này không có thù hận gì mà không thể quá giải được, chỉ có tình yêu không thể tiêu tan. Hai vị ở đây à? Để nói gì vậy?
nói xấu người đấy. Nữ nhân nói chuyện, một đại nông dân chen miệng vào làm gì? Có phải có gì vui không? Nói ra đi, để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Tiền bối, ta đi trước đây. Hay là tiền bối, cứ ngồi đây nhé. Tạm biệt. Thái Nguyệt cô nương, hôm nay ta tìm được ít quả tươi đây. Thái Nguyệt cô nương, Thái Nguyệt cô nương, lạ thật, đã chạy đi đâu rồi? Sau khi rời khỏi chỗ Công Tôn Thái phu nhân, trong mùi có vẻ nghiêm trọng quá. Vẫn ổn. Mùi đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ nơi này quá thật đẹp. Nếu có thể ở đây mãi mãi, vĩnh viễn không ra ngoài thì tốt biết bao. Được thôi, để chúng ta xử lý xong tất cả mọi chuyện thì chúng ta chuyển đến đây làm hàng xóm với các tiền bối đi nhé. Sau khi ra ngoài, chúng ta còn có thể thoải mái vô tư thế này để sống cuộc sống mà chúng ta muốn sao? Đừng cứ động. Sao vậy? Phương Cà Cà nói đúng, cô là đồ xấu xa mặt. Tiểu tỷ về rồi. Sao thế? Sao mỗi đây vậy? Vừa dọn phòng cho tỷ thôi. Tỷ sao vậy? Không sao chứ? Không sao. Ai mang thứ này đến vậy? Mùi không biết nữa, vừa bước vào đã thấy rồi. Chắc là Hoài Sâu Xí làm đó thôi. Không sao. Không sao thật chứ? Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Mùi ra ngoài trước đi. Còn việc gì sao? Không có gì, thì nghỉ ngơi đi. Sao tỷ lạ thế nhỉ?
Trúng với tình nhân cổ này, hai người các ngươi cả đời này không thể yêu nhau. Nếu không, người bị trúng độc sẽ bị chịu nỗi đau cắn xé trái tim. Trông ngốc quá. Quỳnh Du như vậy là vì thấy người cô nương sao? Họ đều nói tình địch hiểu mình nhất. Câu này quá không sai đâu. Làm gì vậy? Đừng xấu hổ mà. Thượng quan công tử, lúc này chúng ta kiểm tra kỹ rồi, độc trong người tuyết cô nương đã được giải sạch. Tốt quá. Tiếp theo mọi người sẽ làm gì đây? Tiếp theo chúng ta sẽ đi theo chỉ dẫn của Hồ Điệp đại sư, sau đó tìm manh mối tiếp theo của bảo tàng, mong là có thể dụ rắn ra khỏi hang, sau đó thì một lưới tóm gọn một chúng. Hoa Nhi, cô được gặp Thượng quan Hoài, hắn thế nào? Nếu không phải chấp hành nhiệm vụ thì bộ rất muốn kết giao với hắn. Tướng mạo đường hoàng, có trí có mưu, cũng là người mà Tử Đằng Quan Mùi có thể tôn trọng. Không hổ danh là con trai của Tiên Nhi. Sau khi Thượng quan Tiên mất tích, sau đó thì ta đã tìm kiếm tung tích của bà ấy, nhưng mà vô vọng. Không biết phải làm thế nào, chỉ nên thay bà ấy tiếp quản Kim Tiên Bang này. Mới đó mà đã 20 năm nay rồi, không ngờ lại có tin tức của bà ấy, thì bà ấy lại bị Hàn Tuấn hãm hại. Ta nhất định phải giết Hàn Tuấn để báo thù cho Tiên Nhi. Thượng quan Tiên có tốt thế nào đi nữa, giờ thì cũng chỉ là một đống xương trắng. Thế mà vẫn khiến Quỳnh nhớ mãi không vui sao? Lần này phải cảm ơn mùi đã không giết nó. Mùi muốn gì đây? Mùi chẳng muốn gì cả, chỉ muốn bình an sống một đời với Quỳnh thôi. Đơn giản thôi. Ngày dần dậy được Kim Tiền Băng cũng là ngày ta cưới mùi. Được thôi, mùi sẽ đợi. Chỉ cần chúng ta có thể tìm thấy kho báu của Băng Kim Tiền, thì việc chấn hưng Kim Tiền Băng chỉ là còn vấn đề thời gian thôi. Tới khi đó chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau rồi. Đây là... Thứ này là thú mấy ngày nay ta nghiên cứu ra đấy. Tuy là không thấy trị tận gốc, nhưng cũng có thể giảm bớt nỗi đau mà tình nhân cổ gây ra. Ta nghĩ rồi, sẽ có một ngày cô dùng để nó đấy. Cảm ơn tiền bối. Cảm ơn gì chứ? Những gì cô trải qua bây giờ cũng là thứ mà ta từng trải qua. Ta chỉ mong cô nhớ một điều, dù có thế nào cũng phải nghe theo trái tim của mình. Ta nhớ rồi. Được rồi, không còn sớm nữa, hãy về nghỉ ngơi đi. Sao mụi tới đây? Tí mau đi cùng mụi, sư phụ muốn gặp tỷ. Sư phụ, chuyện đã xảy ra gần đây ta đã biết được nhờ Thủy Dương Hương báo cáo. Tớ muốn hỏi con, bí kíp phi đao thật sự đã bị Tử Đằng Qua lấy rồi sao? Không bấm sư phụ, thực ra cũng bí kíp đưa cho Tử Đằng Qua là giả đấy à? Manh mối về bảo tàng bản đồ thì sao? Từ quan Hoài đã tìm thấy manh mối quan trọng về bảo tàng bản đồ, chúng cô đang chuẩn bị đi tới điểm tiếp theo. Ta biết rồi. Thời gian này các con làm tốt lắm, vất vả rồi. Cảm ơn sư phụ. Ta muốn con tiếp tục bên cạnh Thượng quan Hoài, giám sát mọi cử động của hắn. Nhưng có một điểm con không được quên, đó là con nhất định không được đồng lòng với Thượng quan Hoài. Đừng quên thân phận của con. Dạ. Không còn sớm nữa, các con dậy đi, đừng để người khác nghi ngờ. Dạ. Thái Nguyệt xin cáo lui. Con cũng dậy đi. Dân sư phụ.
Tỷ tỷ, xem ra sư phụ đã biết chuyện của tỷ tỷ và Thượng Quan Hoại rồi. Tỷ nên làm thế nào đây? Mọi thứ đều lấy đại cục làm trọng. Ta càng ngày càng không yên tâm về Thái Nguyệt. Từ giờ trở đi, con ngầm theo nó. Phát hiện điểm gì bất thường, lập tức báo cho ta ngay. Dân thưa sư phụ. Đi đi. Lý Mạn Thanh, mấy chục năm rồi, trò chơi này bây giờ thật sự bắt đầu rồi đây. Tính rồi à? Mà chúng ta đã có đây rồi. Lát nữa chúng ta đi cho gà ăn nhé. Ta không đi. Mùi sẽ không quý luyến chúng chứ. Thực ra ta chẳng có hứng thú gì cả. Với lại tất cả chuyện đó, làm gì có chuyện quý luyến chứ. Thái Nguyệt, mùi sao vậy? Ta chẳng sao cả. Với lại xin quên, sau này đừng gọi ta là Thái Nguyệt nữa. Hai người rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng sao hết. Những quả này là mấy hai buổi sáng đấy, còn tươi nguyên. Hay là chúng ta nếm thử đi? Được được. Được. Cảm ơn Quỳnh. Quỳnh không muốn giờ ăn cùng không? Ta? Phải. Ngồi đi. Thượng Quan ca ca, hay là muội đi thăm gà con cùng huynh nhé. Cảm ơn Thái Nguyệt cô nương. Được, chúng ta đi. Xin lỗi, ta lại. Cô cần giúp đỡ gì không? Đừng để tâm nữa. Những quả này về thứ tối qua là huynh cũng mang đến sao? Phải. Vì công tôn thái phu nhân nói, ăn những quả dại này có thể nhanh chóng giải bất độc còn sót lại trong người cô đấy. Cảm ơn huynh. Ta, thực ra thì ta hiểu mà. Thực ra ta hiểu hết đấy. Ta biết trong lòng cô có lẽ cảm thấy hơi ngại, nhưng dù sao ta cũng không có vấn đề gì. Ta chỉ muốn ở bên mọi người lâu thêm chút. Cho nên dù ta làm gì thì cô cũng đừng để ý quá. Nếu lần sau vẫn còn cần giúp đỡ thì cô đừng khách sáo gì cả, cứ đến bảo ta giúp đỡ cho. Cô chỉ cần xem ta là một người bạn tốt là được rồi. Cô đừng cảm thấy áp lực quá. Lâu Dật, cảm ơn huynh. Nào, thử đi. Thái Nguyệt làm sao vậy nhỉ? Sao khác hẳn tối hôm qua? Như trở thành một người khác vậy. Không được, ta phải quay lại nói cho rõ đã. Thượng Quan ca ca, cô muốn đi đâu vậy? Ta muốn tìm tỷ tỷ của cô, nói cho rõ ràng. Cô đừng đi thì hơn đấy. Tại sao vậy? Tỷ tỷ làm như vậy thì chắc chắn có nỗi khổ riêng rồi. Nỗi khổ. Vô Thương, có phải muội biết chuyện gì không? Tỷ tỷ, cô nói đi. Muội, Thượng Quan ca ca, cô đừng hỏi thì hơn. Vô Thương cũng không thể nói, nên là mong huynh hãy thông cảm đi.
Xin lỗi. Sao lại thế này? Ta phải làm sao đây? Ta cứ nghĩ mình có thể, nhưng thực ra tôi vốn dĩ không làm được. Ta không thể quên được thân phận của chúng ta. Ta không quên được những điều sư phụ dạy dỗ bao năm nay. Ta càng không quên được món nợ máu của mấy chục mạng người Tiết gia ta. Tập 22. Sao lại thế? Ta phải làm sao đây? Ta tưởng mình có thể. Thực ra ta không làm được gì cả. Ta không thể quên được thân phận của hai người chúng ta. Ta không quên được công ơn dạy dỗ những năm qua của sư phụ. Ta càng không quên được món nợ máu của mấy chục mạng người nhà họ Tiết. Tình nhân cổ, tâm nối tâm, xem ra đúng là thật rồi. Ta phải làm sao đây? Ta có thể làm gì đây? Không đúng. Bán túi hương đây. Con bán túi hương đây, xem túi hương đi. Bán túi hương đây. Vị huynh đệ này, nghe nói thời gian trước đây triều đình phái binh đi về quét tình nhân trại, nhưng mà thấy là ông không biết rồi, trại chúng tôi hai ngày nữa suýt nữa đã bị triều đình đốt trụi rồi. May mà quyết thế cao nhân phu thê công tôn kịp thời tới cứu mọi người, còn lấy giang hồ ngựa y lệnh ra, ngay cả triều đình cũng không dám động vào họ. Người tên là Lý Hoài. À không, Thượng quan Hoài còn ở đây không? Ý ông là Thượng quan Hoài thiếu hiệp. Cậu ấy là ân nhân của tình nhân trại chúng tôi, nhưng cậu ấy bị thương nên được vị ân nhân đưa đi rồi. Đa tạ. Bán túi hương đây, xem túi hương đi. Phu thê công tôn, giang hồ ngự y lệnh, có lẽ chính là thiên nha hải cát rồi. Cái gì phải đến rốt cuộc dẫn đến thôi. Thái Nguyệt. Thái Nguyệt. Thái Nguyệt, mùa sao vậy? Cứu giới. Tiền bối, cứu giới. Thái Nguyệt. Công tôn tiền bối, cứu giới. Mau xem giùm Thái Nguyệt đi. Phu nhân, sao rồi? Ai lại tàn nhẫn như thế? Bất tí cô nương từ nhỏ tu luyện hai đạo nội công cực âm và cực dương, khiến cho chân khí trong cơ thể hiện về rối loạn. Vì có cách cứu chữa không? Loại công lực mà quấy tu luyện tên là băng quả thương. Mỗi lần võ công tăng lên một bậc thì phải chịu đựng một lần băng và quả giao tranh. Người thường vốn không thể chịu đựng nổi. Thường thì luyện đến 3-4 phần công lực, đã vì không thể chịu đựng nổi đâu này mà chọn cách tự sát để chấm dứt tất cả. Chứng bệnh này dù mình cứu chữa chỉ có thể dựa vào bản thân cô ấy thôi. Nếu có nghị lực thì có thể cầm cự được. Mỗi lần phát tác cần có người ở bên cạnh giúp đỡ cô ấy, nếu không cô ấy nhất định sẽ không trụ được mà mất mạng đấy. Nội lực của Thái Nguyệt cô nương đã được 5 phần rồi. Có thể thấy nhiều năm qua cô ấy đã chịu đựng nỗi đau mà người thường khó có thể chịu đựng được. Thường quay công tử không được làm như vậy. Nếu như vậy cậu sẽ mất công lực của mình đấy. Ta mặc kệ. Nỗi đau đớn mà Thái Nguyệt phải chịu đựng, ta sẽ chịu đựng cùng cô ấy.
Tỷ tỷ, tỷ làm sao thế? Ông già, có rồi. Nào, đi theo ta. Ta đưa hai người đến hầm băng. Chiếc giường băng này có thể hạ nhiệt, nhưng khi nóng qua đi chính là khí lạnh. Thế nên cậu phải trông quấy cẩn thận. Mỗi khi cơ thể quấy bắt đầu trở lạnh thì phải đưa quấy rời khỏi đây. Ta biết rồi. Thái Nguyệt, muội hãy gắng gượng đi. Ta sẽ luôn ở bên cạnh muội. Họa xấu xí này rốt cuộc tới khi nào mới trở về đây? Yên tâm đi, đại ca đang trên đường về rồi. Vậy sao? Hay là chúng ta đi tìm họ đi? Như vậy không hay đâu. Tiết Gia Gia và đại ca đang trên đường về, chúng ta lại bỏ đi lúc này, chẳng phải sẽ lỡ dịp gặp đại ca sao? Quỳnh nói cũng có lý đấy. Nhưng ta ở nhà Quỳnh chán lắm rồi, vô gì chết đi được. Cái này thì dễ thôi. Hay là buổi tối ta đưa muội đến chỗ này. Được đấy, đưa ta đi chơi sao? Đi đâu vậy? Bí mật. Nhỏ mọn. Vậy thì tỷ thế nào rồi? Không ổn lắm. Thái Nguyệt, muội thấy sao rồi? Lạnh quá. Ta lạnh quá. Vô Thương, giúp ta đi, mang thêm mấy chiếc khăn lại đây. Được. Ngoan nhé, chàng sẽ tới ngay thôi. Gắn lên. Thế nào rồi? Có thấy đỡ chút nào chưa? Ta lạnh quá. Thương qua ca ca, giờ phải làm sao đây? Thái Nguyệt, Lý Chính, cô đưa ta đi đâu vậy? Rốt cuộc đi đâu đây? Xa lắm rồi đấy. Tới rồi, chính là con sông trơ trọi này. Chẳng có gì hết, Quỳnh muốn làm gì đây? Đừng có vội. Đợi đó. Đẹp quá. Đẹp đấy. Nhìn kìa. To quá. Nhìn kìa, đẹp thật đấy. Đẹp quá. Bên kia cũng có kìa. Khả khả, ta thích mùi. Đẹp quá. Đẹp thật đấy. Khả khả, cô nhìn kìa, ta thích mùi. Bên kia còn một cái kìa. Bên kia cũng có nữa. Được đấy. Bắn được loại pháo này chắc là tốn không ít công sức đâu. Nếu dùng cái này để theo đuổi con gái, chắc chắn sẽ thành công thôi. Pháo hoa cũng xem rồi, chúng ta đi chợ ăn gì đi. Được. Thế mùi muốn ăn gì đây? Ăn gì cũng được. Ta chỉ sợ bụng muội không chứa được hết thôi. Ta có bụng vô địch đấy nhé. Đi nào.
đi thôi. Thường Quan Hoại, huynh lại cứu ta một mạng rồi. Rốt cuộc chúng ta phải đối mặt như thế nào đây? Ta có thể cầu xin huynh đừng nói tốt với ta nữa được không? Ta sợ bản thân mình sẽ không cầm lòng được mà yêu huynh đấy. Đừng động đậy, Bùi ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nếu Bùi không muốn gặp ta, vậy ta ra ngoài cũng được mà. Thái Nguyệt, ta không biết Bùi có nỗi khổ gì, vì sao đột nhiên lẩn tránh ta vậy. Nhưng dù gì sẽ ra chuyện này, ta đều bảo vệ Bùi. Xin Bùi đừng né tránh ta nữa, có được không? Không có Bụi ta rất buồn đấy. Thường Quan Hoại, một ngày nào đó huynh sẽ biết. Huynh đối tốt với ta như thế không đáng chút nào đâu. Không đáng hay không bản thân ta tự hiểu rõ mà. Không cần Bụi phải nói cho ta biết đâu. Vì sao lại là huynh? Vì sao người này lại là huynh chứ? Thái Nguyệt, Bụi có thể cho ta biết vì sao Bụi lại luyện nội công này được không? Bởi vì ta phải trả thù Lý Mạn Thanh. Sư phụ bảo ta tu luyện nội công này chính là để ta nhớ kỹ nỗi đau này của ta. Một ngày nào đó, người nhà họ Lý sẽ phải trả giá tất cả. Ta thật sự ghét bản thân mình, vì sao lại là người nhà họ Lý? Đâu vậy ta không thế. Thế nên huynh không cần tự trách mình nữa. Có lẽ đây chính là vận mệnh của chúng ta rồi. Dừng tay! Cái gì tiền bối, sao đột nhiên lại đánh nhau vậy? Hắn chính là người, năm đó đã bắt cháu gái chúng ta. Người mau nói đi, người bắt đi đâu rồi? Thiết Gia Gia, rốt cuộc người đã bắt cháu gái chúng ta đi đâu rồi? Nói đi. Phu nhân, đừng nóng giận, chú ý sức khỏe của mình. Ta không sao đâu, lão tặc này không chết, sao ta có thể chết trước mặt hắn được chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện này, năm đó bọn ta đã sớm thoái ẩn giang hồ. Nhưng hắn bất chấp đạo nghĩa giang hồ để thành danh, bị kẻ thù bọn ta mua chuộc. Nhưng lúc đó bọn ta không có nhà, lẻn vào trong nhà bắt mất cháu gái của bọn ta. Năm đó ta lầm đường lạc lối, đã làm điều sai trái. Chuyện đến nước này ta không thể bù đắp nổi. Mong hai vị lượng thứ cho ta. Lượng thứ sao? Ngươi có tư cách gì mà lượng thứ chứ?
Năm đó ta trẻ người nông già, chỉ muốn nổi tiếng. Hơn nữa người khác lại trả thù lao hậu hĩnh cho ta, xúi dục ta. Chỉ cần bắt được người dưới tay hai người thì ta sẽ trở thành người đứng đầu bản sát thủ trên giang hồ. Nhưng ta không biết, khi đó hai người đã thoái ẩn giang hồ. Sau đó ta uy hiếp cháu gái của hai người, mới biết được chân tướng. Bây giờ ta mới biết được mình đã phạm sai lầm lớn rồi. Sau đó ta gặp được Lý Tầm Quan. Lý Tầm Quan là người nhân hậu. Ông ấy không giết ta, chỉ là cắt đứt gân cốt trên cánh tay ta, để ta cải tà quy chính. Từ đó về sau, ta liền nhận Lý Tầm Quan là chủ nhân của ta. Ta cũng không dám làm chuyện trái lệ với ý trời nữa. Ta tuân lệnh chủ nhân của ta, hàng hiệp trường nghĩa trên giang hồ, chính là để chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ của mình. Nếu hai vị khăng khăng muốn trả thù ta, thì hãy giết ta đi. Ta sẽ không đánh trả đâu. Giết ngươi thì có ích gì chứ? Ta chỉ cần tuân theo cháu gái ta thôi. Năm đó, sau khi ta cướp đi cháu gái của hai vị, thì đưa tới nhà người đã thuê ta. Sau đó chân tướng bại lộ, ta đã đi tìm cô bé. Ai ngờ gia đình người thuê ta đã gặp quả diệt môn. Nhưng là ở chỗ là ta không hề phát hiện ra thi thể cháu gái hai người ở ngôi nhà đó. Sau đó đã nhiều lần tìm kiếm, nhưng tới giờ vẫn không hề có tung tích gì của họ. Hai vị tiền bối, hãy nể tình Thiết Gia Gia nhiều năm qua vẫn luôn hành nghiệp trường nghĩa để chuộc tội, mà tha cho mấy đi. Lúc nãy mấy cũng đã nói rồi, hôm đó mấy không hề tìm thấy xác cháu hai người. Điều đó chứng tỏ là nếu có thể còn sống đấy. Đúng vậy, dù gì chuyện cũng đã qua rồi. Hơn nữa ta thấy Thiết tiền bối bây giờ đã hối cải rồi, đó là chuyện tốt. Hai vị tiền bối hãy tha thứ cho Thiết Gia Gia đi. Ông ấy đã chuộc tội rồi. Không tìm cháu gái của chúng ta, thì cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy đâu. Không muốn chúng ta giết ông thì hãy mau cút đi. Đa tạ hai vị không giết, lão hủ cảm tạ. Nhưng lần này ta đến đây là vì muốn đưa Thiền thiếu gia về phủ. Nếu hai vị đồng ý, Thiền thiếu gia phải theo ta về. Ta sẽ không về đâu. Thiếu gia, cậu rời nhà đã nhiều ngày rồi. Từ khi thiếu chủ biết cậu xảy ra chuyện, ngày nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Xin hãy nể tình cậu là con ruột của thiếu chủ, mà theo ta về đi. Thiếu gia gia, ta xin lỗi, đã khiến ông uổng công chuyến này rồi. Dù thế nào thì ta không về đâu. Chuyện đến nước này, chúng ta có trốn tránh thì rốt cuộc chừng phải đối mặt. Ông cứ nói với ông ấy là ông ấy nhận lầm người rồi. Khô đồ, rõ ràng cậu chính là con trai của Lý Mạn Thanh, danh thư quan tiên mà. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, sao có thể ăn nói như vậy được chứ? Thôi đủ rồi. Thái Nguyệt, Thái Nguyệt, cô đừng qua đây. Giờ cô đừng qua đây. Ta xin lỗi. Thực ra ta vẫn luôn tự lừa dối bản thân mình. Ta tưởng rằng ta đã sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện giữa chúng ta. Nhưng lúc nãy Thiết Ngân Y xuất hiện, ông ta hết lần này đến lần khác nói ta biết Quynh là ai. Quynh là ai? Quynh là ai? Ta thực sự không thể thuyết phục được bản thân mình. Sao ta có thể quên rằng Quynh là ai? Sao ta có thể quên được thân phận của hai chúng ta? Sao ta có thể quên được mối hận thù đang gánh trên vai ta chứ? Thái Nguyệt, dù ta là ai,
thì ta vẫn chỉ là thượng quan hoại của muội. Có rất nhiều chuyện do ông trời sắp đặt, chúng ta không thể nào lựa chọn được đâu. Nhưng ta tin rằng vận mệnh của chúng ta nằm trong tay chúng ta. Dù con đường sau này có trắc trở đến đâu thì ta cũng bằng lòng bước tiếp. Ta đang nghĩ kỹ rồi. Nếu huynh không phải là thượng quan hoại thì ta không phải là Tiết Thái Nguyệt đâu. Chúng ta chỉ là hai người bình thường thôi. Cô muốn bình thường, có cuộc sống bình thường. Nhưng sao có thể chứ? Ta cũng từng nghĩ nhiều lần rồi. Phải giải quyết vấn đề của chúng ta ra sao đây? Nhưng thuận theo lẽ tự nhiên thôi. Việc chúng ta nên làm lại chính là không nghĩ ngợi gì, không làm gì hết. Mặc dù nghe có vẻ tiêu cực, nhưng chúng ta đành phải đi bước nào hay bước đó thôi. Không nghĩ ngợi gì, không làm gì hết. Thật sự có thể sao? Tin ta đi, chúng ta làm được mà. Chuyện của chúng ta nhất định sẽ có chuyển biến. Ta biết muội cũng muốn biết tung tích kho báu. Sáng mai chúng ta sẽ đi tìm. Nếu tìm được kho báu, ta bằng lòng giao cho muội. Ta chỉ mong có thể dựa vào kho báu để dụ được hung thủ thật sự đã giết hại mẹ ta và báo thù cho mẹ của ta. Hiện giờ nhiệm vụ mà thiếu chủ giao cho ta không thể hoàn thành được. Món nợ trước càng không thể trả được. Thanh danh của nhà họ Lý đã bị hủy hoại trong tay ta rồi. Không được, dù thế nào đi nữa ta cũng phải bẩm báo chân tướng với thiếu chủ. Tỷ tỷ, tỷ về rồi. Tỷ muốn ăn chút gì đi. Ta chẳng còn bụng dạ nào ăn đâu. Muội làm gì vậy? Vô thương tô gan, xin tỷ tỷ tha cho thượng quan ca ca. Muội biết quy định của thần Nguyệt Cung là phải giết tất cả nam nữ nhà họ Lý, nhưng muội chỉ xin tỷ được giết thượng quan ca ca. Cô đấy thật lòng yêu tỷ. Vô thương, có phải muội cũng thích thượng quan sao? Thích Lý Hoài. Vô thương biết trong lòng thượng quan ca ca chỉ một mình tỷ tỷ thôi, thế nên vô thương không ham muốn gì cả. Chỉ cần có thể ở bên hai người là tốt rồi. Hơn nữa muội cũng biết trong lòng tỷ cũng yêu thượng quan ca ca. Vô thương bằng lòng giúp hai người rời khỏi giang hồ, từ nay về sau sống cuộc sống ruộng dường bình dị. Nếu buộc phải có một người dùng cái chết để gánh vác mọi việc, vô thương bằng lòng gánh vác thay hai người. Đứng dậy đi. Vô thương,
vô thương. Người trên giang hồ không thể tự giải quyết được đâu. Ta là thế, Lý Hoài cũng là thế. Nếu một ngày nào đó ông trời thật sự bắt ta phải quyết một trận sống chết với huynh ấy, ta cũng phải đành ứng chiến thôi. Vì trước khi ngày đó đến thì cứ tận hưởng tình cảm của mình đi, dù ngắn ngủi nhưng coi như thì có được nó rồi. Vì giờ ta nên gọi quân là Lý Hoài hay là Thượng quan Hoài đây? Thôi bỏ đi, dù sao tên tuổi với người trên giang hồ như chúng ta cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi. Đến một cách gọn gàng mà đi cũng một cách gọn ghẽ, tên thì quan trọng gì chứ. Đúng rồi, khi thấy Nguyệt cô nương đi thì có nói gì với huynh không? Lại không nói gì sao? Được thôi, nếu hai người đã chia tay rồi vậy ta có thể thỏa sức theo đuổi thấy người cô nương rồi nha. Lúc trước ta chỉ ngại tình huynh đệ chúng ta thôi nên là ta không ra tay. Quấy bảo ta đi giết Lý Mạn Thanh. Giết Lý Mạn Thanh, thế nào chẳng khác là giết cha rồi. Vì mối tình này huynh thật sự sẽ làm như vậy sao? Nếu là đệ để làm sao đây? Tất nhiên là đệ vì tiếc cô nương sẽ đi giết ông ấy rồi. Dù sao ta đâu có cha đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thực sự huynh làm việc đại nghịch bất đạo như là giết cha vậy thì ta chắc là không thể coi huynh là huynh đệ được rồi. Không có ta là huynh đệ. Không hề đơn giản như vậy đâu. Muộn quá rồi. Uống rượu đi. Uống nào. Ông già, để nào chúng ta thật sự không giúp Lý Hoài và Tiết Thái Nguyệt sao? Lấy tình nhân cổ ra đấy. Ta không lấy ra sẽ tốt hơn. Có thể họ mới biết là mình yêu đối phương đến mức nào chứ. Cho dù chia tay cũng phải để hai đứa đau khổ, cũng vẫn có thể xem là một chuyện vô cùng lãng mạn đấy. Người ta nói Lý Hoài xấu, nhưng ta thấy kẻ xấu bụng thật sự là ông mới đúng đấy. Nếu vậy ta sẽ cho phu nhân thấy mặt xấu xa hơn của ta đấy. Cái ông già này nhẹ thôi. Phu nhân, có phải sức lực của ta không hề suy giảm không? Sức lực thì được đấy, nhưng nhầm chỗ rồi. Ta bị đau da chứ không phải là đau lưng đâu. Chúc mừng công công đã tu luyện được bí kíp phi đao. Hàn Tuấn, ngươi còn mặt mũi nào đến gặp ta? Dám tự ý hành động. Công công, thuộc hạ biết sai rồi. Xin hãy cho thuộc hạ một cơ hội nữa đi. Cơ hội? Ngươi còn mặt dậy được cơ hội sao? Một con chó không vâng lời, sớm muộn cũng làm hỏng việc lớn của ta thôi. Giữ ngươi có ích gì chứ? Người đâu? Có. Lôi Hàn Tuấn ra ngoài, đánh 50 gậy tống như đại lao. Không có sự cho phép của ta, không ai được thả hắn ra. Dạ. Hàn đại nhân, xin mời. Cao công công, ta thấy chuyện này có điểm bất thường đấy. Nếu Lý Hoài vẫn luôn nghi ngờ Hàn Tuấn là kẻ thù giết mẹ,
Vì sao hắn còn thả Hàn Tuấn ra chứ? Trong chuyện này ai có ẩn tình rồi? Nghe có vẻ là thật, nhưng ta không quan tâm nhiều chuyện như thế. Điều tra manh mối bao năm rồi, ta quyết không hề từ bỏ đâu. Thế này đi, cử thêm người theo dõi Thượng quan Hoài. Dạ. Lão gia, chuyện gì mà hốt hoảng như thế? Vừa nhận được tin Thiền thiếu gia đã đến kinh thành rồi. Tốt quá rồi. Thiếu chủ, về rồi sao Thiếu Thúc? Thiền Nhi đâu? Sao không về cùng Thiếu Thúc vậy? Thiếu chủ, Thiền thiếu gia không về cùng ta đâu. Vì sao? Sao lại không về cùng Thúc? Hay là có chuyện gì xảy ra sao? Thiếu chủ, có chuyện là này. Vào phòng hắn nói đi. Được. Thiếu Thúc, Thúc nói đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Cơ bẩm Thiếu chủ, năm đó hung thủ giết hại Thượng quan Tiên đã bị ta điều tra ra. Là ai? Thiết Hỏa Phán Quan Hàn Tuấn. Hàn Tuấn? Sao lại là hắn chứ? Không phải hắn là người của Cao Công Công ở Đông Sửng sao? May nhờ có Thiền thiếu gia đã nhìn thấu vô công của hắn, nếu không chúng ta vẫn bị che mắt. Tiên Nhi không thù quán giao mấy, sao hắn lại ra tay độc ác như vậy chứ? Ta nghĩ hắn bị kẻ khác giật dây, mục đích là vì kho báu của ban Kim Tiền. Hiện giờ Hàn Tuấn đang ở đâu đây? Thiền thiếu gia đã quý thả Hàn Tuấn đi, một mình vào kinh thành Kim Thủy. Thiếu gia muốn lợi dụng kho báu của Thượng quan Kim Hồng để dẫn dụ kẻ đứng sau Hàn Tuấn. Thằng bé này đúng là quá hồ đồ, sao có thể tha hổ gì đừng chứ? Với lại nó vốn không phải là đối thủ của kẻ đứng sau đâu. Không được, ta phải đích thân đi bắt Hàn Tuấn, tìm ra hung thủ thực sự, báo thù cho mẹ nó. Thiếu chủ chớ nóng vội, nếu người xử lý không thỏa đáng sẽ khiến công chúa chú ý, làm phản tác dụng đấy. Theo ý lão nô thì người hãy trấn an công chúa, đừng để lộ sơ hở. Chuyện bắt Hàn Tuấn cứ giao cho ta thì hơn. Thiết Thúc, Thiết nói rất có lý đấy. Nhưng Thiện Nhi đến thành Kim Thủy đi tìm kho báu Thượng quan Kim Hồng, trên đường đi nguy hiểm trùng trùng, lỡ như có bất trắc gì thì sao đây? Ta cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với mẹ quá cố của nó nữa. Thiếu chủ yên tâm đi, Thiếu công tử thông minh hơn người. Với lại cậu ấy có duyên học được công phu, còn có bạn bè bên cạnh cậu ấy cũng đều là cao thủ võ lâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta đã cử người âm thầm bảo đảm an toàn cho thiếu chủ rồi, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Nếu vậy cứ làm theo cách của Thiếu Thúc đi. Ý người là Thiết Ngân Y không đưa Thượng quan Hoài về? Dân, vừa đúng ý ta. Đúng rồi, hai ngày nay Phổ Mã và Thiết Ngân Y có động tĩnh gì không? Vẫn như ngày thường, không hề có bất cứ hành động gì cả. Xem ra đúng là bọn họ đã hết cách với cái tên Thượng quan Hoài kia rồi. Giờ là lúc ta sẽ ra tay. Không cần thò đầu nhộm vào trong nữa đâu. Tí cô nương sáng ra đã đi rồi. Thái Nguyệt đi rồi sao?
Ngay cả kho báu không cần nữa sao? Bản đồ kho báu của ta đâu? Cái gì? Lý Quynh quả nhiên là lắm mưu nhiều kế. Không ngờ Quynh lại lấy thủ đoạn hạ lưu này dùng bản đồ kho báu để lừa gạt mỹ nhân. Long Giật ta phục Quynh sát đất đấy. Ta chẳng thèm giải thích với đại nữa. Xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho ta vì bỏ đi mà không nói lời nào. Ta có đêm không ngủ, nhưng vẫn không dám đối mặt với tình cảm giữa Quynh và ta. Tạm biệt. Ta mong Quynh có thể căm hận ta. Như vậy chúng ta đều sẽ không đau lòng như thế nữa. Bởi vì ta thật sự chưa nghĩ thông đâu. Tỷ tỷ, chúng ta không đi cùng thư qua ca ca thật sao? Vậy giờ chúng ta đi đâu đây? Ta chưa nghĩ ra nữa. Tới thành Kim Thủy rồi tính tiếp. Tỷ nhìn này. Đây là gì? Bản đồ kho báu. Sao mà lấy được? Từ qua ca ca. Sao mà Quynh uống nhiều thế? Từ qua Quynh. Đây là nhiệm vụ sư phụ giao cho muội. Tỷ tỷ chỉ nói đúng một nửa thôi. Vì còn nửa còn lại thì sao đây? Nửa còn lại là muội trộm cho tỷ. Nhưng ta đâu có bảo muội trộm. Muội nhìn ra được. Giờ này tâm trạng của tỷ không được vui. Nhưng muội thật lòng hy vọng là tỷ và Thượng Qua Ca Ca được ở bên nhau. Thứ này đối với tỷ hay Thượng Qua Ca Ca đều rất quan trọng. Thế nên chỉ cần chúng ta cần nó. Dù tỷ muốn đi đâu, làm gì, Thượng Qua Ca Ca sớm muộn gì cũng sẽ tìm chúng ta thôi. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn muội đấy. Vì muội giao cái này cho tỷ. Chuyện này, muội hứa là sẽ không nói với sư phụ. Ta thực sự không biết nói gì với muội nữa đây. Tỷ tỷ ơi tỷ tỷ, rõ ràng trong lòng tỷ đã yêu thương Qua Ca Ca rồi, nhưng ngoài miệng tỷ không dám thừa nhận. Hai vị tiền bối, hậu bối xin cáo từ. Mong hai người yên tâm, ta nhất định sẽ dốc sức tìm lại cháu gái cho hai người. Đi đi, các cậu nhớ là được. Hai vị tiền bối, vậy chúng tôi xin cáo từ. Cáo từ. Ông già, ta thật sự không nỡ xa những người trẻ này. Sao thế? Vậy ta đi gọi họ lại. Được mà, họ còn kêu chúng ta đi tìm cháu gái nữa. Ông nói xem liệu họ có giữ lời không? Phụ nhân yên tâm đi. Dù họ không giữ lời, nhưng mà có cổ tình nhân trên người của họ, không sợ là họ không quay về. Đây chắc là dấu tích vô thương để lại đấy. Yêu thương cô nương thật có lòng. Giờ biết yêu thương mua lòng người quan trọng thế nào rồi chứ. So về mặt xấu xa thì đúng là chẳng bằng Quynh rồi. Đi nào.
Bảo Cao Công Công tới đây. Dân. Mời Cao Công Công. Không biết lần này công chúa tìm ta là có việc gì không? Cao Công Công, ngươi đã tìm thấy kho báu chưa? Công chúa, bao năm qua ngươi bằng lòng giúp ta, ngươi tưởng ta không biết ý đồ của ngươi sao? Ta có thể nói cho ngươi biết tung tích kho báu, hơn nữa kho báu cũng sẽ là của ngươi hết. Ta không cần một xu đâu, nhưng ngươi phải chấp nhận một điều kiện với ta. Mời công chúa cứ nói đi ạ. Ta muốn thượng quan hoài phải chết. Ta nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh của công chúa đâu. Chỉ là bảo tàng ở đâu đây? Thành Kim Thụy. Cao Công Công, lần này đừng để ta thất vọng nữa đấy. Công chúa yên tâm, ta đảm bảo là lần này Lý Hoài đến thành Kim Thủy mãi mãi không trở về được nữa.